Hello, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình live stream buổi trưa hôm nay của Thám tử Lê Minh. Sao rồi, anh chị ăn cơm ăn nước hết chưa mọi người ơi? Mọi người ăn cơm ăn nước hết chưa? Wow, chào nhiều chị Ngọc Lan Trần này, chào chị Cúc Nguyễn này, Vô Liên đợi lâu rồi. Wow, chào mừng các anh chị nha, buổi trưa vui vẻ nha. Ăn cơm rồi đúng không mọi người? Dạ, hôm nay thì nói chung là cái buổi live stream này em khóc rất là sướt mướt, cho nên là anh chị em mình hãy an ủi em nha mọi người. Chắc trưa nay chắc em khóc chắc phải dài hộp giấy mới lâu hết chứ, kiểu này chắc nước mắt của em trưa nay coi như là không có gì mà chứa nổi hết anh chị không? Dạ, trước khi mà em vô cái chương trình mà cái live show mà đòi răng anh chị. Dạ, cái này là người ta gọi là live show, chương trình live show diễn hề đòi răng. Dạ. Thì trước hết thì anh chị coi một cái phiên bản bị lỗi của của Lê. Nhỏ này cái giọng giống Lê mà cái mặt không phải Lê anh chị. Không, tao không thích cái giọng tao lên tiếng. Tao thích Lê nói được không? Mắt mới giận phải lên tiếng. Tao nói đúng là được rồi, không cần phải lên tiếng. Đại diện phát ngôn là vợ nè. Ừ. Và từ nay tao nói biết trước luôn nha, cái con vô ơn đó nha, tất cả các kênh của mày đó mà có hình ảnh có clip gì liên quan chồng tao là gỡ xuống hết. Ừ, biết rồi. Tao không cho mày sử dụng hình ảnh chồng tao, kể cả những clip có liên quan tới ABC gì đó. Mày cũng đang sử dụng hình ảnh của chồng tao đó. Cái nào có là phải cắt hết, cắt sạch đi. Ừ. Gửi cái clip này ra cho nó, mày phải cắt sạch những cái hình ảnh có liên quan tới chồng tao. Bỏ hết. Rồi sao, vừa chưa? Vừa lòng chưa? Còn chị đại của tụi mày bị cái gì kể có liên quan? Tao không biết cái sự có gì vui khi mà cái người khác đặt mặt nạn gì đó. Nhưng mà nghiệp nó là mình cứ làm thì mình phải trả thôi. Bị nó đặt quá mà, bị nó đặt. Nhỏ nào bị đặt chết liền. Nhỏ nào bị đặt thì anh chị. Nhỏ này nó vừa xấu, em thiệt luôn, cái phiên bản nhưng mà nó xấu dễ sợ. Cái phiên bản của Lê sao mà xấu dữ trời. À, đây là một cái phiên bản lỗi fake nha anh chị nha. Người ta gọi là hàng fake á, hàng nhái anh chị. Hình như là cái gì là cô Út cái gì miền Tây á. Anh chị mà nếu có chơi TikTok thì anh chị em mình ủng hộ cho cô Út miền Tây. Em thấy rất là dễ thương nha anh chị nha. Cái này là không biết, không có bạn bè gì với em hết, nhưng mà em thấy rất là dễ thương. À, nhép rất là hay anh chị, và hầu như là nhép Phương Lê rất là nhiều luôn, mà không biết cái hình hài gì mà sao nó xấu dữ vậy em. Đấy. Anh chị nào mà có chơi TikTok thì qua cái gì cô Út miền Tây ủng hộ mua kẹo đậu phộng giùm cho cái em này nha. Yeah. Em khoái cái em này dễ sợ luôn anh chị, em khoái cái em này dễ sợ luôn. Từ từ mình coi cái em này trước, coi phiên bản lỗi trước đi anh chị. Mà có hình ảnh có clip gì liên quan chồng tao là gỡ xuống hết. Ừ. Tao không cho mày sử dụng hình ảnh chồng tao, kể cả những clip có liên quan tới ABC gì đó. Ừ. Mày cũng đang sử dụng hình ảnh của chồng tao đó. Cái nào có là phải cắt hết, cắt sạch đi. Gửi cái clip này ra cho nó, mày phải cắt sạch những cái hình ảnh có liên quan tới chồng tao. Rồi, rồi, biết rồi. Rồi sao, vừa chưa? Vừa lòng chưa? Vừa. Con chị đại của tụi mày bị cái gì kể có liên quan? Ừ. Tao không có cái sở thích có niềm vui khi mà thấy người khác gặp mà hoạn nạn gì đâu. Uống nước dừa chơi thôi mà, có gì đâu. Nhưng mà nghiệp nó là mình cứ làm thì mình trả thôi. Bị nó đặt quá mà, bị nó đặt. Rồi, ok. Nói chung là anh chị vừa nghe một cái phiên bản lỗi của Hoa hậu và Hoa hậu Lê. Cái này là phiên bản lỗi nha. Thì anh chị thấy rồi đó, đã mới nghe một cái phiên bản rất là lỗi, nhưng mà đây là thật nha anh chị nha. À, mới cái ngày trước thôi thì lên mày tao con vô ơn đó. Rồi qua cái clip mới hồi hôm, trời ơi nó khóc sướt mướt, nó cơ bằng em không. Trời ơi đây anh chị, mới hôm kêu bằng em không. Nếu mà em thông minh, nếu mà em hiểu chuyện thì em sẽ không. Em thông minh, em hiểu chuyện. Chữ Hồng Long là ngu dốt của anh chị. Nó nói là nếu mà em thông minh, em hiểu chuyện là cái bây giờ anh chị thấy ha. Nó lên nó diễn coi như là nó khóc, nó lóc sướt mướt, nhưng mà nó chữ con Hồng Long không ra gì hết. Nó lên á, cái bộ mặt nó là diễn để khóc,
Nhưng mà rốt cuộc nghe hết cái live stream nó toàn là chữ Hồng Loan với chữ Hồng Đi, chữ Nghi Vũ luôn. Nói chung là nhỏ này nhìn thấy mình tưởng đâu nó ngu ngu nhưng mà thấy nó cũng khôn đó chứ. Nhưng mà cái khôn thật cái ngu nha. Anh chị nghe hết cái khúc này em nói cái ngu của nó. Bị mắc ngu người ta. À mắc ngu. Là thứ nhất là người ta nói là em cấy bên chị cấy 16 trụ á, không có mọi người. Bé Loan chưa cấy trụ nha. Bé Loan chỉ có nhổ chân ra cũng như làm răng sứ thôi, mọi người chưa cấy trụ. Thì người YouTube nếu mà chị đưa thông tin cho họ thì họ đã nói đúng rồi đúng không? Chứ họ đâu có nói sai đâu. Rồi, nghe nhiều đây thôi ha. Rồi ok, Phương Lê, cái này là anh góp ý cho em nha Lê nha. Nói chung là em cũng là Lê, anh cũng là Lê đó, em là Phương Lê cùng anh là Lê Minh đó, anh em mình chắc là cũng là bà con tám đời đó, Lê ơi nha. Cái thứ nhất anh nói cho em này Lê, em là một doanh nghiệp đúng không? Bây giờ em nói là em đổ lỗi cho YouTube, người ta muốn nói cái gì thì kệ người ta, hoặc là YouTube muốn nói gì thì em đi phản biện lại YouTube. Ý em Kim Con Loan á là phải đi phản biện lại YouTube đúng không? Sai. Một doanh nghiệp mà làm ăn kiểu đó là một doanh nghiệp làm ăn quá vô lương tâm. Đúng không anh chị? Một doanh nghiệp mà khi thấy khách hàng mình bị chà đạp như vậy, xỉ xói như vậy, mà chính doanh nghiệp mình, em đã tự thừa nhận cái clip này, em tự thừa nhận là con Hồng Loan đã làm răng bình nhà kho của em. Nhưng em biết là cái con YouTube nào đó, nói thẳng luôn là cái con heo tay xanh, con heo tay xanh mà biến chủng thành con hà mã, nó nói chứ ai, đúng không? Em biết nó nói, nhưng em không bảo vệ khách hàng của em thì có phải em là một doanh nghiệp làm ăn quá là vô lương tâm không quý vị? Đúng chứ anh chị? Mình là một doanh nghiệp, mình làm cho khách hàng đó mà mình không biết bảo vệ thông tin của khách hàng thì doanh nghiệp mình còn ai dám tới để làm nữa hả Lê? Hả? Lê, em mở doanh nghiệp ra, em kinh doanh, em làm đẹp cho khách hàng, khách hàng tin tưởng em để tới doanh nghiệp của em làm. Ấy vậy mà em thấy một YouTuber lên miệt thị khách hàng của em, vu khống khách hàng của em, chà đạp khách hàng của em, vậy mà em vẫn dừng. Em nói là bây giờ con Hồng Loan phải đi nói YouTuber đó đi, con Hồng Loan phải chửi YouTuber đó đi, con Hồng Loan phải làm việc với YouTuber đó đi, chứ mất mới gì em làm cái gì phải nói em tầm bậy. Em là một doanh nghiệp, em mở cái doanh nghiệp đó ra, em làm cho khách hàng đó, mà em thấy có những YouTuber xúc phạm khách hàng của em như vậy, đáng lý em là người có trách nhiệm phải đứng lên bảo vệ khách hàng của em. Ai YouTube nào dám xúc phạm khách hàng của tôi, trong khi thông tin của tôi là bí mật, thông tin của tôi là tuyệt mật của doanh nghiệp của tôi, chị lấy thông tin ở đâu ra mà chị dám bôi nhọ khách hàng của tôi kiện chị. Như vậy mới đúng. Đúng chứ anh chị? Anh chị ơi, em nói vấn đề này đúng à? Nếu đúng anh chị comment đúng giùm em. Chứ một doanh nghiệp mà tự nhiên thấy một YouTuber nào đó lên bôi nhọ khách hàng của mình, vậy thì từ nay cả nước Việt Nam này có ai dám tới phòng răng của em làm nữa hay không Lê? Rồi người ta cũng sẽ sợ, ô tới phòng răng của con Lê làm á, sau này YouTube nó khui ra hết, nó bôi nhọ mình. Thôi, tôi không dám tới đó làm nữa đâu, tôi không dám đâu. Đúng chưa? Em phải kiện con heo tay xanh tuyệt chủng đó đi, con heo tay xanh mà biến chủng thành con hà mã đó, em kiện nó đi. Chỉ có cách em kiện nó thì em mới lấy lại được danh dự. Còn mà em hững hờ, em kêu con Hồng Loan là phải làm việc với cái con heo tay xanh đó, em kêu con Hồng Loan phải lên đối chức với con heo tay xanh đó, không, no. Con Hồng Loan không cần phải đối chức với con heo tay xanh, mà con Hồng Loan chỉ cần biết doanh nghiệp của em, cái phòng răng của em đang làm cho con Hồng Loan. Con Hồng Loan chỉ cần biết em thôi, nếu cần biết cái con nào là con YouTube nào hết. Em phải chịu trách nhiệm về thông tin bí mật của khách hàng. Một khi thông tin bí mật của khách hàng mà bị lộ ra là do em, do doanh nghiệp của em, do phòng răng của em. Đúng chưa? Mà em còn dám lên trên cái live stream này, em phủ nhận không liên quan tới em là sao? Vậy thì thử hỏi doanh nghiệp của em làm ăn như vậy có trách nhiệm chưa? Làm ăn như vậy có trách nhiệm chưa mọi người? Nghe lại đi anh chị, em không vu khống. Bây giờ chị nói cái sai của YouTube cho em nghe nè, là bên chị chưa cấy hiềm lên cho em, nhưng YouTube nói cấy hiềm lên rồi, thì cái đó là YouTube họ tự nói đó. Người nào nói em làm việc với người ta đi,
Em đứng em làm việc với người ta. Tại sao con Hồng Loan phải đi làm việc? Em là doanh nghiệp, em làm răng cho con Hồng Loan. Em phải bảo vệ khách hàng của em chứ em. Khách hàng người ta tin tưởng em, tin tưởng doanh nghiệp của em, để tới doanh nghiệp của em để làm. Vậy mà em dửng dưng em nói một câu phủ phàng như vậy là sao? Vậy thì từ nay ai dám, ai ai dám tới doanh nghiệp của em làm nữa? Ai dám tới làm răng bên em nữa? Hả? Cái chuyện mắc rễ ở đây chưa nói nha. Chuyện đòi răng chưa nói luôn. Ok. Cái chuyện đòi răng chưa nói luôn. Chuyện mắc rễ chưa nói luôn. Bảo mật thông tin của khách hàng không có, dửng dưng để người ta bôi nhọ khách hàng của mình, không chịu trách nhiệm. Một doanh nghiệp như vậy là làm ăn không ra gì rồi anh chị. Đừng bao giờ tới đây làm. Tôi nói thiệt. Anh chị bữa nay thấy em cười đẹp không? Răng rinh nha, răng rinh nha. Mới đi đánh bóng răng với lại lấy vôi răng, răng rinh. 2,5 triệu con bộ răng, răng rinh luôn. Thấy không? Thấy không? Em nói cái điều này đúng không anh chị? Comment thả tim thả like cho em. Cái đó là quyền của em rồi, không có thuộc về của phòng khám chị. Ui trời ơi, thấy chưa? Anh chị thấy không? Không thuộc về phòng khám của chị. Người ta tới phòng khám của mình để khám. Em biết không? Anh nói cho em nghe này Lê. Một doanh nghiệp mà biết bảo vệ khách hàng của mình là doanh nghiệp đã thành công. Em biết tại sao Oppo điện thoại iPhone luôn đứng đầu trong các dòng điện thoại không? Đó là bảo vệ thông tin của khách hàng một cách tuyệt mật. Em biết tại sao ngân hàng bảo vệ thông tin của khách hàng không mà không lọt ra ngoài không? Trừ phi cơ quan chức năng vô yêu cầu thì ngân hàng mới lọt thông tin được. Cho nên doanh nghiệp nào mà biết bảo vệ khách hàng của mình, biết chăm sóc khách hàng mình một cách tốt nhất, bảo vệ tốt nhất, doanh nghiệp đã thành công. Còn cái kiểu cách nói như em thì doanh nghiệp em phá sản là chắc. Cái này anh góp ý nha, chứ đừng lấy cái này kiện anh Nhi Lê nha. Nhi Lê, tại vì em nói thì anh nói thôi. Mặc dù là anh kinh doanh, anh chỉ bán cá bán tôm thôi, nhưng anh có cái cách kinh doanh của anh có cái cách nhìn nhận của anh. Còn em mở phòng răng mà em nói một câu rất là phũ phàng với khách hàng, em không biết bảo vệ, không biết tuyệt mật cho khách hàng, như vậy thì phòng răng của em ai dám tin tưởng tới đó hả? Răng người ta thúi em cũng đưa lên mạng, những đứa YouTube nó nói con Hồng Loan là răng thúi, răng này răng kia, em cũng dửng dưng. Em không biết bảo vệ khách hàng thì làm sao mà ai dám tới đó làm hả Lê? Chị phòng khám Umi chưa cấy implant cho bé Loan. Cái cấy implant gì đó thì hãy xem lại những cái clip trước nha. Em nói gì, em làm gì, tự nhiên bữa nay nói là không cấy implant. Mới nghe Hồng Loan nói là đi tháo bộ răng ra rồi đi thẩm định răng ha. Mới nghe con Hồng Loan nói là sẽ đi tháo răng và thẩm định răng, coi răng đó nó chứa ngọc trai kim cương gì mà sao mà cái con hà mã đó nó tới hơn 800 triệu dữ vậy. Bắt đầu lên có livestream này liền anh chị. Khóc mà không ra giọt nước mắt. Không nhận em diễn. Trời ơi, cái trình độ diễn của em chưa tới Lê ơi. Trình độ diễn của em tôi chưa tới. Em khóc mà không có giọt nước mắt nào hết. Giỡn. Lúc đó người ta lấy chai dầu gió xanh, ta bôi vô mắt là con nhìn nước mắt nó chảy tuôn trào luôn em. Giỡn. Chồng em nghệ sĩ mà không biết chỉ cho em. Không cấy một cây nào, chứ đừng nói gì 16 cây. Có nhổ răng, có điều trị viêm, có làm răng sứ. Anh chị thấy không à? Có điều trị viêm. Như vậy thì thử hỏi cái con heo tai xanh đó đó, con heo tai xanh biến chủng thành con hà mã đó, nó lên nó nói là bác sĩ mà làm răng cho con Hồng Loan đó là phải bịt rất là nhiều lớp khẩu trang, vì cái miệng của con Hồng Loan rất là hôi vì răng bị viêm. Vậy thì chứng tỏ là YouTube đó tự bị đặt, tự dựng chuyện để nói. Nhưng mà nếu như có bị đặt, có dựng chuyện thì cũng không bao giờ là biết à cái hàm răng của Hồng Loan bị hôi. Vậy thì thông tin mà từ cái phòng răng này lọt ra tới YouTube, ai nói? Phòng răng của em phải chịu trách nhiệm. Đây là bôi xấu khách hàng, bôi nhọ khách hàng. Nghe lên nha.
hãy xử lý cái này triệt để thì phòng nhà kho của em còn có quả may sống sót, còn nếu không anh nghĩ là tụi em không tồn tại đâu Lê, thật sự luôn. Nên nhớ răng sứ là tên là cái loại đó là cái loại cao cấp, mà loại thứ hai chứ phải loại thứ một. Ủa hồi đó thì nói là răng ngọc trai đó, răng ngọc trai, rồi bây giờ nó là răng sứ cao cấp loại hai là sao? Má ơi, sao bữa nay em nói này bữa mai em nói khác gì Lê? Mới nghe nói lấy răng đi thẩm định cái là lên khẳng định là răng này là cũng là răng cao cấp nhưng mà loại hai thôi nha anh chị nha. Răng cao cấp nhưng mà loại hai đó anh chị, hồi trước thì nói là làm răng ngọc trai. Răng sứ thật chứ không phải là răng tạm, chỉ là keo tạm thôi. Ủa, răng sứ thật chứ không phải là răng sứ tạm mà chỉ keo tạm. Ủa sao kỳ vậy? Cái này khó hiểu á. Ủa, răng sứ là răng sứ thật thì người ta dán keo thật chứ mới dán keo tạm. Ủa bên em làm nó hơi bị khác biệt hay sao vậy Lê? Răng thì răng sứ thật mà dán keo thì dán keo tạm, mấy lỡ em dán keo tạm rồi con hồng long nó ăn rồi nó xuất ra nó nuốt luôn sao? Làm kiểu này là không có được Lê ơi. Ủa bên phòng răng của em có cách làm khác hả? Thôi cái đó là chuyện phòng răng của em, anh không có biết, tại cái đó bác sĩ làm chủ phòng răng biết chứ còn anh không biết, anh chỉ nói gì thôi ha. Còn ở đây những cái gì mà chị cho em tự động em trả lại, em mang qua em trả lại, tới giờ chị còn chưa nhìn thấy cái may nó mang qua nó trả lại đó. Nó mà không mang qua nó trả lại thì đến giờ này chắc là coi như là cái fan của em qua cào bàn thờ nhà nó xuống luôn rồi em. Những cái thứ mà em trả lại tại vì chị không có nhu cầu để lấy lại nên em đưa cho nhân viên của chị, mà chị cứ tới giờ chị cũng không cần phải lấy lại nữa, nhân viên của chị vẫn bỏ trong kho. Ngụy biện. Lê à, nói một câu thẳng thắn đi, em đừng lên diễn quá, em càng diễn anh ta càng thấy em bị lố, thật sự luôn. Thí dụ như bây giờ, cơ bản nãy giờ anh nói thì một số điều thì em đã biết rồi, nếu em không có nhu cầu lấy lại, người ta thấy người ta nhục mà con Lon. Ở đây anh chưa nói tới con Lon là khách hàng của em đi ha, là nó lúc đó em coi nó là em đi ha, thấy người ta nhục mà con Lon tại sao em không nói, đúng chưa? Em nói em không lấy lại, tại sao có người lên đòi lại, tại sao em không lên nói à Lon ơi, cái này là vấn đề này không phải là của chị nói nha, người ta muốn nói gì người ta nói. Thì đến ngày hôm nay nhà kho của em không bị gì hết, nhưng chính bản thân em không lên nói để cho những cái youtuber đó, những youtuber chẳng hạn như thằng thám tử bốn lầu này, bữa nay nó cũng lên nói rằng này, những cái đám mà em đang sử dụng nó, cái đầu của nó rất là ngu nhưng mà nó tỏ vẻ là nó thông minh. Nó càng nói thì cái phòng răng của em á càng gặp biến. Anh nói thật luôn, nó càng nói thì nhà kho của em càng biến. Tại vì một doanh nghiệp mà không biết chăm sóc khách hàng, không biết bảo vệ thông tin của khách hàng thì phòng nhà kho đó làm ăn vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với khách hàng. Thì thử hỏi ai dám làm. Một phòng nhà kho làm mà để cho YouTube này lấy thông tin, YouTube kia lấy thông tin để rồi bôi xấu khách hàng của chính phòng nhà kho của mình thì ai dám tới đó làm nữa em à, vô trách nhiệm. Cho nên á, em sử dụng những con người bảo vệ em á, em sử dụng những YouTube đó đó, hoặc những YouTube đó em không sử dụng nhưng nó lấy thông tin để lên nói thì em phải kiện những thằng YouTube đó. Từ thằng thám tử bốn lù cho tới con heo tay xanh, cho tới con ngân tráng dồ, thằng húng mặt thỏ mò dơi, bất kỳ ai đụng tới phòng răng của em, bất kỳ ai đụng tới khách hàng của em, tại vì con Hồng Lon là khách hàng của em, mà em thấy người ta đụng tới khách hàng của em mà em không bảo vệ thì vô lương tâm, phòng răng làm ăn không có trách nhiệm. Em phải đi kiện tụi đó đi thì phòng răng của em mới tồn tại nha. Anh nói thật. Và mọi người vì cái việc mà em tự động em trả lại, mà mọi người chửi chị, mọi người nói chị là cho xong đòi quà mày, cho xong mày đòi quà, mày cho xong mày đòi quà. Ừ. Có mà. Và em có biết cái đó là cái mà các con của chị bị ảnh hưởng khi các con của em có cái tật lên. Thật sự á, cái livestream này á, em lên á, em chơi cái chiêu, một cái chiêu rất là thâm độc, nhưng cái chiêu này nó là giết chết em.
em nghĩ là cái live stream này, em nghĩ là em dùng cái tính mềm mại, em cố gắng em khóc lóc để mà cái fan của em á tấn công con Hồng Loan. Và em muốn phơi bày ra. Anh cho là em phơi bày thật đi nha, anh cho là em phơi bày sự thật đi, để cho fan của em tấn công Hồng Loan. Nhưng em sai ở một chỗ, em sai ở một chỗ, em lại tiếp tục lấy con của em ra, em tiếp tục lấy con em ra để em làm điểm tựa, để em lấy tình thương. Em muốn lấy con em ra để lấy tình thương của cộng đồng, của xã hội. Và từ cái tình thương cộng đồng đó, để nhờ cộng đồng đó là tiếp tục tấn công Hồng Loan. Em sai. Vừa sai mà vừa hèn nữa em. Mình là người mẹ, mình tham gia drama, chứ con của em đâu tham gia drama. Em thấy không? Từ trước tới giờ tất cả những youtuber phản biện hay ủng hộ em chưa bao giờ đề cập con em hay chồng em vô để làm cái gì. Nhưng chính em, từ cái lúc mà em chế giễu, giễu cợt bài hát quốc ca, thì em đã lấy con em ra thề lần thứ nhất. Đúng chưa? Không ai lấy con em ra hết. Nhưng em là một người mẹ, một người mẹ vô trách nhiệm, một người chủ doanh nghiệp vô trách nhiệm. Hôm nay tiếp tục một lần nữa em lại lấy con em ra để lấy tình thương của cộng đồng. Vậy thử hỏi em là một người mẹ đã đầy đủ tròn trách nhiệm chưa em? À, xem vô trách nhiệm quá vậy. Em là người mẹ quá ác với con của em. Ở đây chưa ai, đúng không chị? Chưa ai mà lấy con em ra để mà bôi nhọa hay chà đạp hết. Nhưng chính bản thân em lại tiếp tục một lần nữa lấy con em ra. Thôi, chuyện này anh nói ít thôi, tại vì anh không muốn lôi kéo những đứa trẻ vô can vào đây. Nhưng anh mong rằng lần sau em tự tham gia drama, đừng bao giờ lấy con mình ra nữa. Đừng lôi kéo con mình vô để ăn mày tình cảm. Em tính chơi chí phèo hả em? Hả? Chị bị bạn nói là mẹ mày cho quà người ta xong rồi đòi lại. Em lôi kéo. Mày chỉ đòi em hồi nào? Là cái hàm răng đó, là cái hàm răng mà Lê có em đến làm vì thời điểm đó. Mọi người so sánh lại cái hình trước và bây giờ đi thì thấy hàm răng của em rất là tệ nha, rất là tệ. Và lúc đó hàm răng của em bị viêm rất là nhiều. Và khi mà bị hàm răng mà nó như vậy rồi, bị viêm như vậy, thì nói chuyện cái hơi thở thì nó sẽ không được tế nhị. Một chút xíu là khi mà nói ngồi gần thì nó sẽ bị có mùi. Và thấy chưa? Đây nè, bằng chứng nè. Lời nói của em, em nói răng của Hồng Loan bị viêm. Một chủ doanh nghiệp mà em đi thông tin khách hàng, em cái này là người ta gọi là bôi nhọ thông tin của khách hàng. Răng người ta hư, răng người ta bị viêm, người ta mới đi tới cái nha khoa của em, người ta chữa trị hoặc người ta làm đẹp, đúng chưa? Chứ cái răng người ta đẹp rồi thì mắc mới gì tới chỗ em làm cái gì? Em đang bôi nhọ khách hàng của em này. Và con Thủy Lê là cái con heo tay xanh đó, lời nói nó cũng tương tự như thế này. Nó nói là bác sĩ mà làm răng cho con Hồng Loan đó phải bịt nhiều lớp khẩu trang vì cái miệng của con Hồng Loan rất là hôi. Vậy thì thông tin đó ở đâu nó có? Bây giờ em lại tiếp tục một lần nữa em đang nói nè, thì có phải thông tin từ đó đâu ra? Em đi cung cấp thông tin cho người ta để youtuber bôi xấu, bôi nhọ khách hàng của em. Vậy thì anh chị ơi, nếu như đúng sự thật như vậy, đúng như những gì con Thị Lê nói, tôi nói thật thôi, anh chị nào tới làm, còn riêng tôi, một đời tôi, dòng họ ba đời nhà tôi, đừng nói ba đời, tám đời luôn. Tám đời, đời này, bắt đầu từ đời này cho tới kiếp sau.